Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đến với channel của mình nhé. Đây, hôm nay mình sẽ đi bắt ong này. Đấy, mình chuẩn bị một cái lồng nhốt chúa này, một cái đèn pin này và một cái để đựng ong nhá. Đấy, cái này để mà đựng ong. Tí mình đi đến kia mình sẽ quay lại xem tổ ong nó như nào nhé. Bọn trẻ con bọn nó đi rừng, bọn nó đi à đâu, bọn nó đi núi, bọn nó thấy bảo mình đi bắt. Bây giờ sẽ bắt đầu đi nhá. Khi nào đi đến kia mình sẽ xem là đàn ong nó đông không nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Nếu mà mọi người cảm thấy video hay thì nhớ đăng ký, share và like để mà chia sẻ, để mình có động lực để mà phát triển kênh nhá mọi người nhá. À, bây giờ mình đang đến núi, đến chân núi mọi người nhá. Bây giờ mình bắt đầu đi này. Đây, hai đồng chí này dẫn dẫn đường mình đi này. Hai đồng chí này hôm nay đi lấy đi núi thấy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu lên nhá. Khi nào đi đến xem tổ ong nó như thế nào, mình đa nghi lắm. Mình còn không biết là tổ ong to hay là nhỏ nữa. Thế bảo có một tổ ong đấy, xong là dẫn đường mình đi bắt về nuôi thôi. Để mình chuẩn bị mấy đồ, xong tí lên mình sẽ xem là ong nó như thế nào mọi người nhá. Bây giờ mình đang lên núi đá này. Đường khá là dốc mọi người ạ. Anh dừng. Đây, ở dưới này là một bãi nương mọi người nhá. Đây là một bãi rau cải này. Đây là khoai lang nữa này. Đó, ở dưới này có mấy cái căn nhà nhá. Đây. Đây. Dưới này là một bãi cỏ voi này, họ trồng với họ chăn trâu này. Mình mới lên một tí khá là mệt rồi. Đấy, đường nó khá là dốc mọi người nhá. Ai chà, khoai lang này mọi người này. Oh, khoai lang này. Đây một cụm này. Có họ đấy, mình không lấy đâu. Đéo chửi mình đấy. Đây mấy bác về đây cụi này. Thì cũng khá vất vả mọi người ạ. Đó. Dưới này toàn là ruộng với lại nương mà. Mùa có nước thì người ta làm ruộng, còn không có nước thì làm nương. Đấy, một con đường mòn dẫn lên núi đi lấy củi. Ngày xưa đi xẻ gỗ linh tinh ạ. Khá là vất vả mọi người ạ. Đường nó lên dốc quá. Hai thằng trẻ con nó khỏe quá, nó lên trước mình rồi. Đấy. Hai thằng này nó khỏe quá. Đây, sắp đến cái tổ ngày trước mình bắt đây. Đây mọi người nhá. Ho, ngày trước mình bắt một tổ ở đây nhá. Lấy cái đá nhét vào cho sau này nó về. Đây, mình nhét lại đá cho nó sau này nó có khả năng nó sẽ về nhá. Đến rồi à? Mình sẽ nhét lại đá nhá. Đấy, mình nhét này để cho nó kín tủ cho nên nó đi. Mình tiếp tục đi. Ở tận đâu? Ở đâu? Xem nó ở không? Đường dốc quá mọi người ạ. Trong một thời gian đi mình đã đến đấy nhá. Nhưng mà rất tiếc. Mấy đứa nó không biết là ong ruồi hay là ong gì cho nên là
nó đây là một ong khoái thôi mọi người ạ, đây là một tổ ong khoái thôi, đây ong to thôi mọi người nhá, đây đây là một tổ ong to thôi, đây là ong khoái đâu, ong bé thôi nhá, đấy, mình đứng xa xa rồi mình không dám vào gần đâu, tổ này thì kệ nó rồi. Đây mọi người nhá. Không phải ong mật đâu, nó là một cái loại ong khoái, ong to, nó làm tổ to lắm. Tổ này chắc khả năng là mất chúa mọi người ạ, bởi vì nó mình thấy ong nó cắn nhau, không dám vào gần hơn bởi vì nó ong này rất là dữ. Nhá, bây giờ mình sẽ về thôi, bởi vì ong này mình cũng không không bắt về nuôi làm gì đâu, này ai mà ngâm rượu bắt mình ngâm rượu thôi. Đấy. Chào mọi người nhá, mình bắt đầu về đây, cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhá, mọi người nếu mà cảm thấy hay thì nhớ share và like để mà mình có động lực để phát triển kênh nhá, và nhấn chuông thông báo để nhận những video những clip mới nhất về từ từ mình nhá mọi người nhá. Đó. Chào tất cả mọi người nha.